Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, góc nhìn Hoàng Dư Hùng, chiều ngày 19 tháng 12 năm 2020. Thưa quý vị, trong clip 170 bên kênh Gia đình và fan góc nhìn Hoàng Duy Hùng, tôi có nói đề tài nơi đâu cũng có anh hùng, nơi đâu cũng có thằng khùng, thằng điên, để nói lên xã hội nào cũng có những người tốt và những người xấu. Xã hội nào cũng có những người giả danh để đoạt những cái mưu đồ lợi ích của họ, tiền, tài, danh vọng hoặc là tình cảm. Mấy hôm nay thưa quý vị, nước Mỹ đã có vaccine Pfizer và bây giờ chuẩn nhận vaccine Moderna và họ thấy cảnh Phó Tổng thống Mike Pence và phu nhân cũng như là những nhân vật quan trọng của chính phủ Mỹ đã chích ngừa ngày hôm qua. Và thứ hai, ngày 22 tháng 12 này, tổng thống đắc cử của Đảng dân chủ là ông Joe Biden sẽ chích ngừa. Nên có những người giả mạo thưa quý vị. Họ gọi điện thoại đến các nơi. Họ nói rằng là chớ có thuốc chích ngừa rồi đến đây mà được chích thì có nhiều người cứ tưởng rằng là mình sẽ được chích ngừa nên là họ hỏi những thông tin cá nhân ngày sinh tháng đẻ tên tuổi vân vân địa chỉ thì đó là những người giả thưa quý vị vì giàu có vaccine rồi nhưng mà đến tay những người như quý vị hoặc là tôi cũng còn lâu lắm có danh sách đàng hoàng chứ không phải là muốn là được đâu không phải là muốn là được đâu người ta đó thấy cái gì có giá trị thì người ta càng giả bây giờ vaccine covid 19 là giá trị nên họ giả họ giả nhiều lắm quý vị phải cẩn thận thông cáo báo chí của các quận hạt orange county los angeles harris county dallas county khắp nơi trên nước mỹ cảnh báo có những sự giả mạo đó vì nó có giá trị bây giờ quý vị biết một chai nước mắm á, nước mắm mà nào mà mắc tiền hơn thí dụ như nước mắm nước mắm mà có số tiền lớn như là bốn năm đô la một chai đó, thì họ giả họ giả cái giá trị lớn chứ không có giả cái giá trị nhỏ còn những chai nước mắm á, mà rẻ tiền á, như 99 mươi sen hay là một đồng là chín sen như chai nước mắm mực á, thì họ không giả tại vì không họ không có tốn công để làm cái chuyện giả những cái đó họ sẵn sàng giả 100 đô la, nhanh chóng, 100 đô la thì họ thích lắm cái giá trị của 100 đô la. Nhưng họ không có giả ít khi ai mà đi giả 1 đô la hết. Chỉ trong trường hợp có một trường hợp đặc biệt, vào thế kỷ trước có một người làm giả tiền 1 đô la, tôi sẽ đi sâu vào câu chuyện đó. Nhưng trước sau trước khi đi sâu vào các câu chuyện những sự giả mạo thôi quý vị. Về thời sự nữa. Thì tôi xin quý vị theo dõi với tôi nhạc hiệu 30 giây. Một sáng mùa xuân bầu trời đầy én bay một người từ hai ngoài quay về cô hương mang theo nỗi khát khao về một nhịp câu mang theo nỗi ước mơ về thưa quý vị khi tôi đi học đại học có một cua thầy giáo của tôi cầm một tờ 100 đô la lên Thầy giáo của tôi nói rằng là chứ có, các em có thấy rằng là tờ 100 đô la này không? Thì các em nói thấy Thì thầy giáo mới hòa cái tờ 100 đô la này Xong rồi vứt xuống dưới sàn Đạp lên trên 100 đô la đó Nói rằng 100 đô la này là bị gọi là cha đạp Vậy thì vì chà đạp như vậy vậy thì 100 đô la này có cái giá trị 100 đô la nữa không Thế gì nó chà đạp giống như tôi vừa rồi nói giờ nó nhăn nhèo vậy thì nó còn có giá trị hay không thì các học sinh nói là có giá trị thì trị giá cái bản chất thật của của nó đó là 100 đô la có làm kiểu nào đi nữa nó cũng là 100 đô la rồi ông thầy giáo đó ông mới cầm tờ 100 đô la ông xé ra đôi hỏi rằng là chứ như vậy cái tờ giấy này nó còn có giá trị hay không Thì các học sinh thì người thì nói không Người thì nói có tại vì nó xé ra đôi rồi Nhưng mà đó Có những người nói rằng là chứ nếu mà chấp nó lại thì nó vẫn là 100 đô la Do rằng nó bị xét vạt Chấp nó lại thì nó vẫn là 100 đô la Thầy giáo hỏi tại sao Thì học sinh nói rằng là chứ vì xe nó nó đứng rời ra mỗi một bên nó không có cái ý nghĩa gì hết Nó không có, có giá trị 50 đô la được Nhưng mà nó đứng rời ra là không có được Nó phải là chính nó chập lại Thì nó là 100 đô la Nó có giá trị như vậy Thầy giáo gật đầu Thầy giáo mới cắt nghĩa rằng là con người đó Mà nếu mà những ai có cái đức tính tốt hay là cái bản chất tốt, cái tâm tốt đó, Thì giống như một tờ 100 đô la bị đời chà đạp lên trên dày xéo đi nữa đó thì người đó vẫn là có giá trị 100 đô la và vì cái tâm tốt đó cái tâm chính yếu của con người đó sự suy nghĩ của con người đó tích cực cho xã hội thì con người đó ở trong hoàn cảnh nào cũng là con người tốt cũng là con người có hữu ích cho xã hội là con người có giá trị 100 đô la và nếu cuộc đời đó Xui xẻo cho người đó bị xé ra làm đôi hay làm ba hay làm tư tức là từng mảnh cuộc đời nếu có cơ hội người đó được men tức là được dán lại bởi những cái gì đó đau thương dán lại xong thì trị giá của con người đó vẫn là 100 đô la không thể nào là là trị giá là một đô la giống như cái tờ một đô la được đó là câu chuyện của thầy giáo của tôi kể trong một lớp đại học. Nói lên cái ý nghĩa cuộc sống con người là mình quyết tâm mình là trị giá nào và mình hãy sống cho xứng đáng với cái trị giá đó dầu rằng có bị đời trà đạp giàu rằng có bị tan thương rách nát mảnh đời vì nhiều cái hoàn cảnh nhưng có cơ hội thì làm lại, vá lại thì vẫn là 100 đô la. Vì vậy cho nên nó, cái trăm đô la nó có giá trị thì nhiều người muốn giả thôi quý vị. Ai cũng muốn cái tờ trăm đô la nó. Dầu cái tờ trăm đô la này thưa quý vị nó được phất ở trong cái gì đó. Trong cái hầm cầu thì có người chui xuống lụm lên. Nói thiệt với quý vị vậy. Tại vì nó ở đâu nó cũng có cái giá trị của nó hết còn mà quý vị xem thấy có cái tờ mà gọi là thấy ngon lành thôi thứ như một đồng năm một giá một đô thưa quý vị xin lỗi quý vị đó có nhiều người họ không có thèm nếu mà vắt xuống dưới nhà hầm cầu đó rồi họ không có ai mà dạy gì mà chui xuống ruộng hết đó. không có nhưng mà đó trong xã hội thưa quý vị nó cũng có nhiều cái chuyện ly kỳ về câu chuyện là có người đã từng giả một đô la Có người đã từng giả một đô la thưa quý vị Cái người đó là một di dân của người Áo sang nước Mỹ ở về vào thế kỷ trước thưa quý vị Đó là ông Emmerich Jenner Ông Emmerich Jenner Ông này ông sinh năm 1876 thưa quý vị và ông mất năm 1955 lúc đó ông coi như là gần 80 tuổi ông di dân từ bên áo khi ông tới Mỹ ông lúc đó mới 13 tuổi thôi rồi đây ông mới làm việc cho đi ông ông đi ông làm việc lúc đầu là thưa quý vị là ông ông đi chụp hình Xong rồi đó ông làm đám cưới, ông có vợ đồng hàng và có hai con. Rồi sau đó năm 1937 đó thì vợ ông mất. Thì ông mới làm coi như là chùi dọn trong một cái cái nhẹ, một cái cao ốc thì họ cho ông ở trong cái cái hầm Ờ, ở, không có tính tiền để ông lo chui giọt Nhưng cuộc sống càng lúc càng khó khăn thưa quý vị Nên ông đi thu rác Thu dọn những cái đồ như lon rồi gì đó Để ông bán ông sống Vì ông cần phải nuôi mấy đứa con <laughs> Nhưng rồi cuộc sống càng lúc càng khó khăn, chịu không nổi thì ông mới nảy ra một cái ý định là ông làm bạc giả. Lúc đầu ông làm bạc giả trị giá là khoảng chừng 20 đô la là lớn nhất. Thời gian đó thì nước Mỹ đồng tiền nó cũng còn chưa có tinh vi như bây giờ. Nên ông làm bạc giả. Nhiều khi ông còn đánh sai, đánh vần sai chữ nữa thưa quý vị. Thí dụ như chữ Washington ông còn đánh vần chữ là chữ H với chữ S sẽ đóng ánh và ngược lại nữa. Nhưng mà ông xài rất khôn thưa quý vị, ông chỉ làm một tờ giả, ông xài một lần đó thôi. Ở một chỗ đó, ông không bao giờ ông dám xài lần thứ hai. Trở nơi đó, ông đi xa chỗ khác, ông xài. Mà ông xài rất lâu, lâu lâu mới xài một lần, tại vì ông biết rằng đây là một cái chuyện khó khăn. Ông cần làm như vậy thôi. Ông làm những tờ bạc giả 20 đồng, 50, à, gì, 10 đồng và 5 đồng lúc đầu Xài rất Lắc rắc, rắc thôi Không có xài nhiều Nhưng mà ông sợ sẽ bị bắt Sợ bị khám phá Vì cái số tiền 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng Lúc đó cũng là giá trị cao lắm thưa quý vị Nên ông không dám Từ lúc mà ông xài 20 đồng đó, thì ông đã sợ rồi Vì hồi đó 20 đồng cũng giống như bây giờ Là 100 đô la vậy thưa quý vị ông xài một lần hai lần đó rồi ông bỏ ông mới làm cái tờ giá giá 10 đồng xong ông cũng sợ rằng là sẽ bị theo dõi sẽ bị bắt à. nên ông xuống còn giá 5 đồng 5 đồng thì ông cũng sợ cuối cùng là ông làm cái giá tờ đô giả một đồng thôi có một đồng thôi mà ông cũng xài hạn chế lắm thưa quý vị Thế rồi một hôm đó, thưa quý vị Ông mới thấy ông hối lỗi lắm Ông nghĩ rằng là Cứ tiếp tục cái kiểu này cũng không được Nên trong một mùa đông đó, thưa quý vị Ông mang cái đồ Các cái đồ máy ông làm Đồ máy giả đó Các cái phụ tùng ông đồ làm giấy vậy vậy thì giấy giả đó Ông mang vắt ra ngoài Mà trời ở New York đó, thì Lúc đó là mùa tuyết nên tuyết nó phủ thì ông cũng không có chú ý nhưng khi tuyết tan rồi đó Thì Các trẻ em chơi họ mới thấy được là có những cái gì đó, đó. Rồi họ lượm những cái tờ giấy đó để làm giấy giả một đồng đó Đưa về cho cha mẹ Cha mẹ thấy rồi mới báo cho chính phủ Mỹ FBI tới bắt ông Và ông thú nhận ông là thủ phạm Đã Gần hai thập kỷ hơn, hơn 10 năm FBI theo dõi mà không bắt được ông Bây giờ đó, họ mừng lắm họ bắt được ông Thế khi bắt được ra rồi thì ông đã thú nhận Tòa phạt ông Một năm, một ngày Chữ một ngày đó, đó là để cho ám chỉ một đô la đó thưa quý vị Một năm một ngày là ám chỉ Ông làm bạc giả một đô la Và ông tình nguyện cộng tác với chính phủ Mỹ FBI Để giúp cho truy lùng những ai làm bạc giả Vì ông đã từng làm bạc giả, ông biết mà Nên họ giúp cho ông để có chỉ có một cái bản án cái một năm một ngày là vì lý do đó ông ông trở thành nổi tiếng được gọi là Mr. H. Eddie, không? Và bây giờ đó là ông giao cái tác quyền đó, cái cuộc đời của ông cho cho coi như là chính phủ liên bang Mỹ để mà xuất bản bây giờ đó là ông có những cái cuốn phim làm về ông cuộc đời của ông câu chuyện của ông là bây giờ đó là tại Fox 20th Century Fox làm cái cuốn phim về ông đó gọi là The Money Maker người làm tiền và hồi xưa đó thì người ta làm cái cuốn phim đó gọi là Mr. 880 thưa quý vị câu chuyện ông làm bạc giả một đô la cũng rất thú vị Câu chuyện bạc giả một đô la rất thú vị về ông thưa quý vị. Đó là ông Emmerich Schwerner. Ông qua đời năm 1955, lúc đó ông gần 80 tuổi thưa quý vị. Đó là vấn đề giả, bạc giả. Nhưng mà những người như ông Emmerich Schwerner, đó, ông làm tiền giả đó là chỉ vì nhu cầu sinh sống thôi, chứ không phải là để làm giàu. À, ông có thể là để làm giàu, mà ông có hối hận thiệt nên uh, nước Mỹ họ rất là thông cảm và coi cuốn phim của ông Mr. 880 hay là The Money Maker họ thích thú. Tại vì một con người này nó có cái bản chất, bản chất tốt chứ không phải là bản chất xấu. Ông ông làm dụng một vài chuyện xấu chỉ vì trong cái hoàn cảnh khó khăn mà thôi. Chị uh. Trị giá con người của ông vẫn là trị giá tốt, trị giá có 100 đô chứ không phải trị giá một đô vì trong con người của ông là người tốt những người tốt thì cái trị giá nó gần giống như là 100 đô những người xấu trị giá của họ giống như là một đô thôi để quý vị hiểu như vậy thế thì hôm qua sáng hôm qua phó tổng thống Mike Pence và phu nhân cũng như những viên chức khác đã được trích ngừa Cách công khai và thứ hai này tổng thống đắc cử của đảng dân chủ là ông joe biden cũng sẽ chích ngừa fda của hoa kỳ đã thông qua để chuẩn nhận chích ngừa thứ hai đó là moderna tức là cái tiêm thuốc chích ngừa thứ hai được chuẩn nhận tốt chính hơn 94% là công ty Moderna thì vaccine Moderna cũng sẽ đưa cho quần chúng trong nay mai thì chính vì những cái chuyện mà có vaccine và vaccine bây giờ thì rất cần tại vì những nhà thương những bệnh viện ở những thành phố lớn như là Houston, Harris County, Los Angeles, Orange County bây giờ đã ứ đầy hết rồi. Nơi đó, đó hiện giờ là coi như là 100%, 100% thôi quý vị, là các giường ICU đó, Intensive Care Unit là ICU là intensive care unit là tức là khẩn cấp mà nguy hiểm tức là kịch liệt tới cái giai đoạn chót nó gọi là ICU chứ không phải là emergency center. Emergency Center tức là khẩn cấp thôi, còn mà đi vô trong ICU tức là vô phải được chăm sóc rất là kỹ lưỡng. thì ICU bây giờ là hết rồi, hết chỗ rồi. Còn những cái chỗ như Emergency đó thì là còn đầy hết, nhưng mà không phải là đầy nhưng mà bị nằm đầy thì cũng la liệt cũng hết chỗ rồi. À, mà bây giờ là chỉ là vì lo Covid 19 còn sao lãng những cái chuyện khác, hàng ngày thì cũng không được. Nên bây giờ nhiều người dân Mỹ họ cứ tưởng rằng là có vaccine là họ đến họ sẽ được chích. họ tưởng là như vậy à, rồi đó là có những kẻ như tôi đã nói hồi nãy là họ giả mạo họ gọi điện thoại tới tận từng nhà họ nói rằng là chứ à bây giờ vaccine sẽ như vậy như vậy sẽ được phân phối nhưng mà trước khi là, là quý vị được vào trong cái danh sách này mà được đi sớm á thì và có giá nữa nếu mà cần thì quý vị hãy cho chúng tôi cái địa chỉ điện thoại rồi số tất cả những thông tin cá nhân cho họ lấy họ lừa họ lừa thì là không khéo có những cái trường hợp là cái tài khoản của những người nào đó trong nhà băng trong vòng có nửa tiếng hay là 15 phút là mất hết trong vòng nửa tiếng hay một năm là không, nửa tiếng hay 15 phút là mất hết cái tụi mà lừa đảo rất giỏi về vấn đề điện, điện, toán thưa quý vị Họ rất giỏi Nên là các cơ quan công quyền của chính phủ Mỹ Các quận từ Orange County, Los Angeles, Harris County, Dallas County Mexico County vân vân Đều lên tiếng cảnh báo mọi người Bất kỳ một điện thoại nào gọi tới quý vị mà nói rằng là có vaccine cho quý vị Quý vị đừng bắt điện thoại Không có đâu như tôi có nói rằng là khi mà vaccine phân phối tới Houston Xin lỗi tới Texas Chứ không phải tới Houston là chỉ có 95.000 tim thôi Lúc đầu là chỉ có 95.000 tim Gửi tới Houston 95.000 tim đó thì là gửi tới Houston là 19.500 tim 19.500 tim đó là chỉ gửi thẳng vô trong các bệnh viện Và những nơi mà lo cho các bệnh nhân thì những người được ưu tiên là những bác sĩ, y tá và những người làm ở trong bệnh viện. Rồi sau đó là cái đợt gì nào tiếp tục đó thưa quý vị, quý vị hãy nhớ là Houston đó. và vùng phụ cận là khoảng chừng 4 tới 5 triệu người mà chỉ có 19.500 tim thôi. Cả cái Texas này khoảng ba mươi mấy triệu có chỉ có một chỉ có 95.000 tim thôi cho nên quý vị chưa có được đâu. Tôi nói tôi còn lâu lắm phải giữ trù tới khoảng giữa mùa giữa mùa, mùa xuân giữa mùa đông thôi có vị khoảng chừng tháng 2 tháng 3 mới có tháng tư chứ chắc có nữa tháng 3 thì có thể rồi bây giờ chỉ xem thử rằng là nhanh chóng bao nhiêu Moderna ra bao nhiêu thôi nên xin quý vị biết rằng là vaccine có nhưng mà chỉ ưu tiên cho những nhân vật quan trọng những người mà đi cấp cứu những người đi gặp gỡ các bệnh nhân và những cảnh sát những người thi hành công vụ ngay chính cả tổng thống donald trump lúc đầu đó ông cũng không muốn là sử dụng vaccine cho những người ở trong tòa bạch ốc nhưng nhiều người cố vấn rồi ông mới nghe thì ông đồng ý là vaccine cũng dành cho những người được đầu đó là dành cho những người trong tòa bạch ốc có vaccine nhưng tới tay quý vị thì quý vị hãy nhớ nếu quý vị không phải là những người ưu tiên đó, ưu tiên là những ai? Bác sĩ, y tá làm trong bệnh viện, những người first responder đi cấp cứu, vân vân. Rồi thứ hai là đến những người già cả vì họ vì họ yếu, họ trong cơ thể của họ không có cái đủ sức kháng thể. Nên là họ sử dụng cho những cái người già cả. Già cả đây là bảy mươi mấy tuổi trở lên, Nhất là ở trong những cái nursing home, đó, những cái chỗ mà gọi là chăm sóc người già. Rồi những người như là cảnh sát, những người công quyền, thưa quý vị. Hết những cái đợt đó rồi mới đến đợt quý vị. Nên quý vị không ở trong những cái đợt mà như tôi nói là cái đợt ưu tiên đó. Những cái kẻ mà giả mạo và gọi quý vị đó là quý vị cầm điện thoại chửi vào mặt nó liền. Crook chớn nó gọi là crook là là là, là ma giáo lừa đảo đó quý vị chửi thẳng mặt lên đi những kẻ giả mạo thôi quý vị họ giả mạo những cái gì lớn để họ lừa quý vị mới được chứ còn mình chuyện nhỏ đó họ không lừa quý vị bây giờ là vaccine là đối với là một cái gì đó nhiều người thấy cần cho nên nó lớn thì họ giả mạo Nói đến đây thì cũng có những người họ giả mạo lòng yêu nước để họ lừa quý vị đó. Như ở bên này đó. Những kẻ bịp bợm cái tuyên bố này nọ đó rồi lập chính phủ toàn xạo không thưa quý vị đó là giả mạo. Xài bạc giả đó thưa quý vị. Tại vì nếu mà không có lấy những cái gì mà to tác mà để che đó thì không ai không ai đóng góp cho nên phải giả mạo lòng yêu nước của người khác giả mạo cái này cái nào hết để lừa gạt nhắm tới cái túi tiền của của, của quý vị hoặc là để họ tạo danh họ tên tuổi này nọ tôi kinh qua cuộc đời ở hải ngoại này tôi tôi trải qua các tổ chức tôi thấy toàn là cái thứ đi vô toàn là đa số thưa quý vị thưa quý vị là bịp bợm lương gạt là cá nhân chủ nghĩa chả có lòng yêu nước thiệt toàn xạo không à? tôi chả thấy rất hiếm thôi quý vị rất hiếm thấy lòng yêu nước toàn là yêu nước giả không à? rồi hiện giờ trong nước cũng vậy thưa quý vị có những kẻ là giả mạo để lòng yêu nước bảo vệ này bảo vệ nó, cũng là giả mạo hết sai bạc giả toàn cái thứ sai bạc giả bây giờ rất là thịnh hành nhưng thưa quý vị đó giấy không gói được lửa Bây giờ là thời đại thông tin 4G, 5G tới nơi. Cái hàng trăm triệu dân họ theo dõi, họ biết liền thôi. Lừa sao nổi được. Lừa sao nổi được. Toàn là bạc giả đó, không có cách nào mà chạy thoát được đâu. Và tôi cũng nói luôn đó là ở hải ngoại này nè, những tổ chức nào đó mà cái sai bạc giả đó cũng chả có đi về đâu đâu. Người ta biết hết à. Cuối cùng á, chính những người đó sẽ đi vào Trở thành những tội đồ của dân tộc trong lịch sử Tội đồ của dân tộc trong lịch sử là Vì giả mạo lòng yêu nước Những kẻ nào giả mạo lòng yêu nước Vì tiền, vì danh Vì lợi Vì cái gì đó Thì sẽ phải trả một cái giá rất đắt Phải trả một giá rất đắt nên họ nên dừng lại Giai đoạn này còn có cơ hội cho họ dừng lại Cứ lún sâu vào Thì nay mai đó, họ sẽ phải trả chịu trách nhiệm trước pháp luật Đó là câu chuyện của tôi vào ngày 19 tháng 12 năm 2020 Chân thành cảm ơn tất cả quý vị theo dõi với tôi Và hẹn gặp quý vị trong chương trình sau